cả xã hội người ta cách ly thì mình cũng phải tuân thủ thôi anh. Bây giờ chuẩn bị đồ ăn đồ uống để cho vòng ngày hôm nay đi, để từ mai là chấp hành nội quy của chính phủ là cứ ở nhà thôi. Đông quá, hôm nay dân tình người ta đổ đi đông quá, chưa mua được gì cả. Hôm nay thì mua cũng cho vừa phải, trong sử dụng trong một vài ngày thôi, không phải chuẩn bị để mà trong mọi tình huống. Người già thì thế nào chúng tôi cũng phải chuẩn bị các cái thứ thuốc men để đảm bảo sức khỏe đấy, cái thực phẩm, lương thực để đảm bảo trong 15 ngày tới ạ. Thì thành ra có thể vậy, tâm lý người ta sẽ đến, người ta mua nhiều hơn để mà tích lũy gia đình ăn những ngày sau này đó. Lượng hàng hôm nay tăng gấp 3, gấp 4 lần mỗi hôm. Như bình thường mỗi hôm thì chỉ làm một con lợn, nhưng hôm nay làm lên 4 con rồi. Mà dân thì cứ ào ào rủ nhau đi mua.